Em Duy Cá chào anh em nha. Thì tối hôm nay em tiếp tục lên lại cái lô máy, cái lô đồ người chứ. Đây, lên lô đồ người anh em nha. Và cũng tối rồi thì em giới thiệu nhanh luôn là tất cả mặt hàng bên em toàn bộ em đều bao ship anh em nha. Anh em lưu ý cái phần này là tất cả toàn bộ em đều bao ship. Và mỗi một lô này là đồ người thì em bán theo lô. Mỗi một lô nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền ở phía sau. Anh em lưu ý coi như là cái mã số của nó và cái giá tiền. Anh em gọi điện thoại trực tiếp là hai cái số điện thoại em để bên dưới phần tiêu đề. Anh em gọi đó đến thì em sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số. Rồi anh em vui lòng đặt cọc trước giúp em là mỗi đơn hàng 100k là những lô nhỏ, còn mấy cái ô tô thì anh em vui lòng đặt cọc 300k cho lên anh em nha. Loại đó thì nó bao nặng luôn. Thì anh em cũng biết rồi, mấy chục ký một cục. Đấy thì đồ người đây thì toàn bộ là em chưa có vệ sinh anh em nha. Nói chung là em chỉ hút luôn cần ký thôi anh em nha. Đó, tất cả luôn, có cái thì đem về là xài luôn. Đó, còn có cái thì anh em về phải xử lý lại anh em nha. Vệ sinh lại sạch sẽ, nhìn nó đẹp, tùy theo ý của anh em thôi. Còn có cái thì anh em phải về xử lý lại. Đó. Mài dũ lại, nói chung là cái gì đó thì anh em cứ làm lại theo ý của anh em nha. Mà toàn bộ là em chỉ hút theo lô em bán thôi, em không có vệ sinh bất cứ một cái món nào trong này. Và đó là cái hình thức mua bán bên em. Thì anh em lưu ý là toàn bộ tất cả bên em là toàn bộ là em bao ship anh em nha. Đó, nhiều anh em điện thoại chốt hàng xong hỏi tiền ship bao nhiêu tiền thì đó không, đó là không cái vấn đề đó, anh em không cần phải lo nữa anh em nha. Đấy, hàng em bên em thì tất cả em bao ship rồi. Rồi bây giờ đây vẫn chỉ có được 30-40 lô thôi, em sẽ quay lần tới thì anh em thích lô nào thì anh em gọi cho em nhé. Lần đầu tiên sẽ quay ba cái con auto này trước. Auto này đợt này thì nó về nhà coi như quăng xuống, coi như xuống hàng nó bị bể hết trơn. Đấy. Hai đứa mình nhanh làm ăn đấy. Đây là. Sáu nhiêu đi. 680. Rồi con này là mã đầu tiên 680. Rồi giá của nó là 800k, nó nặng 18 kg anh em nha. Con này là quay ra video không được nè. Rồi em sẽ chỉ lỗi của nó sau đây. Đấy. Không sát cái gì. Cái này thì nó bị đây, gãy một con ốc này. Ốc này nó ngay đây sao á. Đấy. Gãy ốc đây. Ngay đây là nó không quay ra quay vô được anh em nha. Đó. Còn toàn bộ thì nó là nghiêm chỉnh hết. Chỉ bị gãy cái đó thôi. Anh em giờ có tháo ra được xử lý được thì anh em chốt này giờ xử lý anh em nha. Đấy, con này nó nặng 18 kg. Giá của nó là 800k là đã bao ship rồi anh em nha. Đấy. Bao ship rồi. Rồi. Cái ngàm của nó lấy cái thước trên này. Hai năm anh em nha. Đó, quay ra quay vô không được. Còn con này rồi 680, 800. Đấy. Con này 681. 1.200.000. Rồi con này thì quay ra quay vô vô tư nè anh em nha. Rồi NBK 125, màu sơn xanh vẫn còn đây anh em ạ. Cũng nó là 12 năm luôn. Đấy. Nó bị mất miếng ngay đây rồi anh em nha. Đó, nó bị mất miếng ở đây nè. Cái miếng gì á? Đó. Quay ra quay vô vẫn bình thường đây. Chỉ bị mất mỗi một miếng đó thôi. Đây. Sạc hết rồi đây anh em nha. Đó. Rồi, mất miếng ngay đây thôi, 6 thôi. Còn ba cái chân đó anh em giờ bắt ốc vô vẫn dạng bình thường. Mắt thẩm mỹ lên. Rồi con này mã 681. 681 1.200.000 anh em nha. Kéo này vô này. Dạo này già yếu rồi, rinh cái con auto 18 kg rinh không nổi luôn. 682. Con này 1.400.000 anh em nha. Con này nó nặng 26,5 kg. Đó, nó nặng 26,5 kg, nặng hơn con hai con trước. Rồi quay ra con này là cốt vuông luôn anh em nha. Cốt vuông. Nặng 26,5 kg. Đấy. 682, giá của nó là 1.400.000 bao ship anh em ạ.
Đấy. Đọc không tiền ship con này gần 300.000 rồi anh em nha, 250. Rồi. 13 năm anh em nha, con này ngàm 13 năm. Đấy. Nó cũng bị mẻ miếng ngay đây. Một miếng ngay đây như con trước luôn. Con nào bị mẻ miếng ngay đây, còn ba cái chân nói chung là hoặc nghiêm chỉnh hết, bị mẻ miếng ngay đây thôi. Đấy, anh em giờ nhờ nghiên cứu nha. Rồi con này 682. 1.400.000. Rồi đưa đi. Rồi 683. 10 cây khôn gỗ. 683 là 10 cây khôn gỗ. Đây là con khôn gỗ anh em nha. Dài 30. 33 chứ. Đây là con gỗ bỏ vô máy. 2 3 4 5. 5 cây khôn gỗ bỏ máy, còn 5 cây khôn tay. Là 10 cây, tổng cộng 10 cây lớn nhỏ này nha. Giá của nó là 200.000 bao ship, mã 683 200.000 anh em ha. 683 200. Để thêm cây nữa. Rồi 684. Đây. Cái này thì 150 kg, 30-60 mm. Đấy. Em biết là nó thiếu đủ cái gì đây. Ở một cây như thế này thôi anh em nha. Mai lên da băng đây. Cái này đưa lên đưa xuống à. Nhấn vô lại này đưa lên đưa xuống đây. Rồi 684 200k cục này. Đưa qua đây. Rồi cái này thì 685 em lựa mỗi thứ hai cây anh em nha. Không biết anh em sử dụng vô gì mà em bán theo lô thì em hốt tại mỗi loại hai cái thôi. Cái này anh em giờ mài lại xử lý lại anh em nha. Đây là hai cái lưỡi liềm. Rồi hai cái đóng một cái đóng đinh với lại cái nhổ đinh. Đấy, cái này hơi tà anh em nha. Hơi tà xíu thôi. Hai cây là 4. 4 như này cái kéo cắt cắt con nữa. Còn bén à. 5. Đây là hai cây cưa tay. Hai cây cưa tay, lưỡi da băng luôn anh em nha. Rồi 6. 7. 71 1 2 3 4 5 6 7. Rồi 685 250 74 này anh em ha. 685 250. Rồi 686 hai cái đầu búa. Rồi đây là 300k, hai cái đầu búa anh em nha. Hai cái này là nặng 5 kg thôi. Quên mất, quên. Đây. Đầu búa này đầu còn vuông anh em nha. Đầu này còn phơi luôn. Rồi 686 300k hai đầu. Này vậy 689 87. Rồi 87. 300k hai đầu luôn. Đây một cái đầu này đầu tà. Còn đầu này đóng vô tư anh em nha, đầu còn ok luôn. Đây như vậy luôn. 687 300k hai đầu luôn. Đưa chồng lên. 688 250 hai cây xà bách. Đó. Nặng anh em nha. Đây mình lấy ký đó cho anh nè. 688 em đo cái này. Lấy ký em. Ký nhỏ kia. Cái này dài 55. Cây này dài 55. Rồi cây này dài cũng 55 luôn, hai cây như nhau anh em nha. Đấy. Rồi. Hai cây đúng 5 kg luôn. Đấy. Hai cây 5 kg. Mã 688 250 bao ship anh em nha. Đấy, anh em cứ trừ tiền ship ra là anh em biết bao nhiêu tiền ship rồi. 689. Rồi 200k cái đầu này. Đầu này ok luôn anh em nha. Anh em nào sử dụng một đầu thì lấy cái đầu này, còn nếu mà anh em sử dụng hai đầu thì lấy này, nó nặng 3,5 kg anh em nha. Đó. 689 200. Rồi 690. 300k cái này là cái lắc tay.
lắc anh em nha. Đưa vô. Ok luôn. 690 cái này 300k anh em ơi. 690. 300 cái này lắc được 1 tấn. 1000k, lấy đợi 1000k. 1000k phải 1 tấn không biết. Đây để 1000k anh em nha. Nặng lắm, nặng 5 ký mấy á. Rồi, 690 300 luôn. Còn cây này là cây bấm gì vậy? 691 300k luôn. Đây anh em nha, cây này là cây bấm gì á? Đưa lên đưa xuống bình thường. Nó có cái răng trong đây. Cắt sắt gì đó. Rồi, chả biết nữa. Rồi 691 300 luôn em nha, 691 300. Đây 692. 250. 1 2. Đây là hai cây coi như là cây này hơi lỏng lẻo anh em giờ nè. Đó, làm lại nè. Hai cây sập đóng búa nhổ nhổ đinh. Đây cái kéo cắt con xéo. Lại hai cái cây cây cưa sắt này nha. Đây là hai cây cưa. Cưa sắt cưa gỗ gì đó. Hai cây. Rồi, tổng thể 7 món 692 250 luôn. Đây 693 300k. Đây số một cây bấm củ mát anh em nha. Đây là củ mát luôn. Đây là mát này, cây bấm bắn bắn đinh. Thằng này cũng còn bắn đinh luôn, còn rất mới này nha. Đó. Quẳng quẳng ra đinh anh em nha. Đây là bắn ghim luôn á. Đây. Đó. Mấy còn mấy cây này thì anh em giờ xử lý anh em nha. Đó. Mát. Không có đinh. Rồi, cây này cũng bắn cái gì bắn ghim đinh luôn như đây. Đó. Không biết luôn. Rồi tổng thể 4 cây 693 300k anh em nha. Tổng thể 4 cây. Rồi. 694 250. Đây quay nó lên anh em nha. Quay xuống đây. Quay lên. Lấy tay trên ra. Rồi 694 250k. Rồi 695. 1 2 3 4. 4 cái kéo này là anh em về tra cán lại nè. Mài lại anh em nha. Đó. Cái này hàng của STL gì đây. Đấy, một cây. Cây này còn xiết nè, cây này ok nè anh em nha. Hai cây. Cái này giờ tra cán cái này. Hơi bén luôn. Đó, này mất cái cán luôn. Rồi 4 cây 200k anh em nha. 695 200 4 cây. Rồi 696 200k luôn. 4 cây luôn. Cái này không phải gãy anh em nha. Đó này nó bằng nhau luôn nè. Đấy. Một cây. Còn cây này hơi xấu anh em nha. Đó, giờ dọn lại nha. Hai cây. Cái này cũng vậy, ba cây. Cái này rồi. Vô nè. Đó. Rồi ba cây này có cán đầy đủ. 696 696 200k. Này 697. Cũng 200 luôn, 1 2 3 cây có cán luôn. Ok. 2. Cây này hơi xấu nè nha, cây này nó mỉa cái đầu rồi nè, nó bị cong cái đầu rồi nè. Rồi 2 697 200. 3 cây. Rồi 698. 250. Mấy cái này giờ anh em xử lý lại nha. Từ. 3 cây vít 3 ke này, 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9
9 cây vít dẹp, 3 cái vít 3 kê, 3 cái vít 3 kê này hơi xấu anh em nha. Này em không để ý đó. Rồi 698 200k tổng cộng là 249 cây vít dẹp, 3 cây vít 3 kê. Này anh em giờ xử lý lại cho nó gọn gàng anh em nha. Rồi, 698 200k. Một lô này 12 cây. Rồi 699. 1 2 3 4 5. Cây này cây ấy bỏ đi, 5 cây. 6 7 8 9 2 4 6 8 10 13. 13 với 9 là 22. Đó, 22 cây anh em nha. Rồi 22 cây mã 699 250 anh em nha. 699. Đây là mã 700. Rồi mã 700, đây là mũ đục. Đây đục gỗ. Anh em nha, đây là đục gỗ, 12 cây bự nè. Này thì anh em về tự giờ mài lại anh em nha. Có cây không còn mài, còn có cây bắt buộc phải mài anh em nha. Nói chung là coi như cái cây nào cũng mài đi. Đó, 2, 4, 5 6 7. Cái này không phải. Mày giúp gì vậy? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23 cây. Rồi 23 cây 450 là tổng cộng 20.000 một cây. Là anh em về nhà tự xử lý anh em nha. Đó, cái này thì có cái nó mỉ tí xíu xíu thôi. Còn đây 22 cây. Với lại cái mớ này là nó hơi bị mỉ đây anh em nha. Nó mỉ rồi. Bây giờ em bán dây chay thì nó cũng vậy à. Bỏ vô cho anh em về mà anh em muốn làm gì đó anh em làm nha. Đó. Rồi 2, 4, 6, 8 cây. 8 cây này bị mỉa rồi anh em nha, em bỏ chung vô luôn á là tổng cộng là 30 cây á. Đó, 700k, 450 anh em nha. Anh em giờ tự xử lý nha. Rồi 701. 350. Lô búa anh em nha, 1 cây. Cây này thì ok luôn mà đều hơi nặng anh em nha. Cây này hơi nặng nè. Lấy ký dành rồi, cây này mấy ký. Cây này nó 1,7 anh em nha. 1,7 một cây. Đây đóng đinh. Đầu nó hơi tà tà tí xíu nha. Nó không có nghiêm chỉnh được. 2 3 cây này cây Đài Loan nè. Đó. 4. Đầu cây này hơi xấu nè anh em nha. Cây này xấu nè, được cái đầu này thôi. Đây hai cây sẽ bắt 5 6. Đây 7. Này cây được cái đầu này thôi anh em nha. Cái đầu này thì tà rồi, được cái đầu này. 2 4 6 8 9 9 cây. Rồi 701 9 cây 350 luôn em nha. Đó, anh em nào xài búa nhiều thì lấy luôn này. 9 cây. Rồi 702 200k 3 cây. Đầu này hơi to anh em nha. Ba cái đầu này hơi to. Đó. Búa này búa to không à. Ok hết, có cái cây này thì cái đầu nó ngay cho đây nó hơi xấu nè. Còn hai cái này thì ok, đầu này xấu. Đầu này ok nè. Cái này thì khỏi nói rồi. 702 200k 3 đầu. Rồi 703 200 luôn, 1 2 3 4 5. Một cây đóng đinh. Cây đem đóng đinh luôn. Cái này cây này cây Đài Loan á. Còn cái này bú xinh xinh thôi anh em nha, không phải cái cán của nó đâu, cái này nó độ sao á. Đấy, nhiêu đây thôi. Chút xíu thôi. Cây này là ok nè, hai cây này là ok luôn. Đó, rồi 703 y như hình em gửi về thôi anh em nhé. 200k 703. Rồi 704 cũng 200 luôn. Đây, cái đây là cũng ra đầu búa luôn. Một cái đầu búa. 5 cây. Đây không búa mà một bên chặt rồi dẹp, bên chặt dài. Đấy. Hai loại khác nhau. Rồi cái nào cũng ok hết. Rồi 704 200 luôn anh em nha. 704 200.
705 350 một cây đóng đinh. Đây con dao, dây dao dao đi rừng, mài lại cái bén anh em nha, không mỉa luôn nè, cái này nó không mỉa luôn. Hai còn cái này cây rìu tà cái đầu thôi, tà đầu. Ba còn cái này kéo cắt sắt, kéo này thì không mỉa luôn đó. Sau lưng rồi, cái này nó dài 47 rồi, 4 cái 4 món 705 350 4 món anh em nha. Bên đây rồi, đây khó là chơi khó đi. K 1 đống này anh em nha. Nói chung là từ lớn đến nhỏ luôn. Có cái kìm này thì nó hơi mềm mẻ tí xíu nè, cắt được bên trong thôi, anh em xử lý nè. Đó. Đây tính món là nói chung là khó, nó cũng có cái trùng anh em, đây anh em nha, nó trùng trong đây nè. Em hút xô á. Rồi tính món này, đây một cái kìm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Rồi 36 cái này nha, nói chung là em hút con 5 kg á. Là 706 300k. Đã đầy luôn nha. Đây bao nhiêu? Rồi 707 300 luôn. Hai. Đây lô đây có cái kìm cắt này ngon nè. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37. Rồi 707 300k lô này anh em nha. 707 300. Rồi 708 300 luôn. Này ra vô bình thường nè. À, một cây. Hai cây này hai là 200mm. Hai cây là 250, có cây này ra vô bình thường thôi anh em nha. Còn mấy cây này xử lý hết nha. Đó. Ba cây 250, một cây 300. Này hàng hit. Đấy. Rồi. Ok. 708 246 6 cây 300k anh em nha. 708 6 cây 300. Rồi 709 350 5 cây lớn anh em nha. Ngày ra vô được nè. Rồi rồi tí xíu thôi. Cứng nè anh em nha. Này chạy được nè. Sơ sơ thôi. Này 300 300 300 luôn. Chỉ có một cây này 250 thôi anh em nha. Còn 1 2 3 4 4 cây 300, một cây 250 thì 709 350k luôn. Rồi 710 300. 2 4 6 8 10 11 ủa 12 nhá. 14 6 18 20 52 54 26 28 29 món anh em nha. 710 300k. Đó, 29 món, nói chung là nó cũng có trùng lập trong đó anh em ơi. Thì khó nhỏ thì nó trùng lập trong đó. Rồi thì tối hôm nay em lên bao nhiêu đây, anh em xem được lô nào anh em ủng hộ nha. Anh em vào siêu kênh cho anh xin giúp một like anh em nhé. Bấm like nhiều nhiều giúp em chút xíu cho cái video nó lên đời xuất á. Rồi em xin cảm ơn tất cả các anh em luôn. Rồi em chào tạm biệt anh em, xin kết thúc video đây nhé.